tham gia được huấn luyện thì tôi có ba thay đổi lớn. Thứ nhất là thay đổi về bản thân, có một cái góc nhìn rộng hơn, tổng quan hơn. Thứ hai, tôi cảm thấy là cái mà mong muốn nhất trong tôi là chia sẻ và phát triển doanh nghiệp Việt ngày nó một định hình được tốt và hiệu quả hơn nhờ cả hệ thống Action Code. Cái thứ ba nữa là tôi thấy cái cuộc sống của tôi nó được thoải mái hơn, công việc của chúng tôi ngày một tốt hơn, và cái đội ngũ hiện tại đang có với Code sẽ giúp cho được nhiều doanh nghiệp Việt hơn làm việc hiệu quả và thịnh vượng.